Thưa quý vị, từ đêm qua đến sáng nay, 16 tháng 10, tại thành phố Hà Tĩnh xảy ra mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, trong đó có những nơi mưa rất to như ở Cẩm Xuyên, 106mm, thành phố Hà Tĩnh là 93,6mm. Mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh ngập sâu, nghiêm trọng nhất là đường Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng, Lãn Ông. Có những nơi ngập sâu khoảng 50cm, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Nhiều xe chết máy buộc người dân phải đẩy bộ. Ngay đầu giờ sáng, công nhân công ty cấp thoát nước Hà Tĩnh đã có mặt tại nhiều tuyến đường, khơi thông cống rãnh. Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh cũng bố trí lực lượng điều tiết giao thông, không để người dân đi vào vùng ngập sâu. Dự báo trong những giờ tới trên địa bàn Hà Tĩnh có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Sau 5 tháng đóng cửa để phòng chống dịch, sáng nay 16 tháng 10 thì hàng loạt quán ăn, cà phê, phòng tập gym, yoga, thể dục thể thao trong nhà, các bảo tàng, triển lãm tại thành phố Đà Nẵng đã mở cửa trở lại. Mặc dù trời mưa to nhưng hầu hết các quán ăn, cà phê tại thành phố Đà Nẵng trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại rất đông khách. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các cửa hàng đều lắp vách ngăn giữ khoảng cách, hướng dẫn thực khách quét mã QR code ngay tại bàn ăn để lưu thông tin, truy vết khi cần thiết. Trong ngày đầu tiên mở cửa, lượng khách là có thể nói như là quay về trở lại trạng thái ban đầu giống như những ngày bình thường mà nhà hàng hay hoạt động. Để hạn chế ra cái số lượng ngồi khách sát nhau, cho nên là phải để cho khách ngồi tách ra. Chứ nếu như bình thường, nếu như mà thời điểm không có dịch đó, thì nó sẽ nhiều hơn. Trong một thời điểm tối đa khoảng tầm 100 khách. Mà hiện giờ chỉ giữ ở mức độ 50-60 thôi, chứ không có dám hơn à. Nhiều người dân thành phố Đà Nẵng cho biết được thưởng thức bát phở nóng hổi trong ngày mưa lạnh ngay tại quán hay đơn giản chỉ là nhâm nhi ly cà phê, tán gẫu với bạn bè sau những ngày ở nhà khiến họ cảm thấy thư giãn. Sáng nay thì vào 0 giờ ngày 16 hôm nay là toàn dân được có thể nói rằng là lần đầu tiên quay trở lại cuộc sống bình thường. Cảm giác thật sự là sung sướng. Sáng nay chính tôi cũng được đi ăn bát phở buổi sáng đầu tiên. Rồi bây giờ được ngồi cà phê với các bạn một chút. Đấy, cũng là cái ngày cuối tuần, ngày nghỉ cuối tuần. Phải nói là cái tâm trạng, cái cảm giác sau một thời gian mấy năm bị ức chế bởi dịch bệnh. Giờ này phải nói là thật sự hạnh phúc. Dù sao thì ở quán thì khi đi ra ngoài, người ta cảm thấy sẽ thoải mái hơn, nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Dù sao thì không ai muốn bệnh mình bị nhốt lâu dài cả. Đó là cái tâm lý chung của tất cả mọi người. Nhịp sống bình thường đã quay trở lại với người dân Đà Nẵng. Hiện thành phố có 56 trên 56 xã phường trở thành vùng xanh, 15 ngày không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Trong hôm nay, không chỉ hàng loạt các hoạt động được mở cửa trở lại, từ ngày 18 tháng 10, học sinh phổ thông trên địa bàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang sẽ đi học trở lại, với các cấp học khác trên địa bàn Đà Nẵng dự kiến đi học lại từ ngày 1 tháng 11. Trong bối cảnh tình hình thị trường tiêu thụ khí, sản phẩm khí giảm từ 30% đến 40% do tác động của đại dịch COVID-19, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas vẫn có những kết quả kinh doanh ấn tượng 9 tháng đầu năm. Trong tình hình đó, PVGas đã xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với các tình huống của dịch bệnh, đảm bảo chủ động trong mọi trường hợp để các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng diễn ra liên tục thông suốt. Nhờ vậy, tổng doanh thu 9 tháng năm 2021 của PVGas ước đạt 58.417 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch 9 tháng, 117% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.220 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch 9 tháng, bằng cùng kỳ năm 2020. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 4.481 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch 9 tháng, bằng 128% so với cùng kỳ năm 2020. Cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin 2021 do Hiệp hội An toàn thông tin phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã chính thức được khai mạc vào sáng nay. Cuộc thi nhằm thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao và tạo sân chơi để tăng cường khả năng giao lưu, trao đổi kiến thức của sinh viên các trường đại học, học viện kỹ thuật trong các nước ASEAN. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ sự kiện thường niên Ngày An toàn Thông tin Việt Nam năm 2021. Điểm mới của cuộc thi năm nay là tổ chức thi đấu trực tuyến với sự tham gia của 101 đội đến từ các trường trong khu vực ASEAN. Như các năm trước thì chúng ta tổ chức tại 3 miền Bắc Trung Nam hoặc là 2 miền Bắc miền Nam. Đó. Nhưng mà năm nay thì do cái dịch bệnh cho nên là chúng ta tổ chức online hoàn toàn. Chính vì thế cho nên là tôi cũng đã đề nghị là các thí sinh, thay mặt cho ban tổ chức tôi đề nghị các thí sinh là
vượt qua các cái khó khăn. Hàng năm chúng ta đều tăng dần theo số lượng và cho đến hiện nay đã có hơn 300 sinh viên Việt Nam tham dự vào cuộc thi an toàn sinh viên hàng năm. Và số lượng đó là một số lượng đáng kể trong một cái lĩnh vực hẹp như thế này. Và đây đều là những cái nhân lực chất lượng cao cho ngành an toàn thông tin trong thời gian tới. Về mặt chất lượng mà nói thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cuộc thi ngày càng được nâng cao về mặt độ khó đối với các đề thi. Và tuy vậy thì các đội thi đều đạt kết quả rất là cao. Có thể nói, đây là cuộc thi về an toàn thông tin duy nhất dành riêng cho sinh viên đại học ở khu vực ASEAN cũng như châu Á. Qua 14 năm tổ chức, cuộc thi đã phát hiện hàng chục nghìn nguồn nhân lực an toàn thông tin. Cuộc thi đã góp phần phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin, thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược an toàn không gian mạng quốc gia. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay. VTCnow.net, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam, thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống. Với hàng chục triệu người dùng online, VTCnow.net là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của quý khách hàng nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ trung tâm nội dung số Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hotline 02 444 501 365.